Bé trai 12 tuổi khó thở co giật sau khi hút thuốc lá điện tử. Bệnh nhân tên A, 12 tuổi, là học sinh trung học ở Hà Nội, được đưa đến khoa sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương với tình trạng khó thở và co giật. Theo thông tin khai thác từ gia đình, em là học sinh ngoan, học giỏi nhưng bố đi làm xa, mẹ bận công việc nên không dành thời gian quan tâm, giám sát trẻ. Gần đây em hay tụ tập với các anh lớp trên ở trường học và được rủ sử dụng thuốc lá điện tử. Em cho rằng chơi với các anh lớn tuổi bản thân mình được trải nghiệm hơn, làm người lớn hơn nên sau đó em có tự mua trên mạng về để được tự do hút. Cùng với việc hút thuốc lá điện tử, em cũng có biểu hiện học sa sút hơn, bướng bỉnh, có hành vi chống đối với bố mẹ. Vào kỳ nghỉ hè vừa qua, em lên chơi và ở với bà nội tại Hòa Bình và đã sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên mà bà không hay biết. Sau khi hút thuốc lá điện tử, em xuất hiện cơn run tay chân, chóng mặt, hoảng sợ, khó thở và xuất hiện cơn co giật. Em được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương và được theo dõi điều trị tại khoa sức khỏe vị thành niên. Các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử mà em đã sử dụng gửi đến Viện Pháp y Quốc gia để tìm độc chất và kết quả cho thấy có thành phần của một số chất gây nghiện. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên kết luận, em Ma bị ngộ độc chất gây nghiện do sử dụng thuốc lá điện tử. Sau khi điều trị ổn định, bác sĩ cũng đã tư vấn cho gia đình về cách giám sát và quan tâm con đúng mức để phòng ngừa việc tái diễn sử dụng thuốc lá điện tử của trẻ. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Anh Vinh cho biết thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, vì thế trẻ có thể vật vã khó chịu khi sử dụng. Nicotine còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện. Thậm chí có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. Thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất, dẫn đến nguy cơ sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.